nay ăn cơm gì vậy? Cá hồi tối đi ta. Cá hồi tối còn hả? Sáng thì mà do mấy cá một bình em giữ nó chế giặt đồ rồi. Sữa dùng dịch chưa? Như rồi. Có mê nó đó rồi cục xét lại là nó hết à. Bị gì? Như bà hổm rồi em cục phía ngoài đó, có lỗ chưa được, mà không cục mới lớn phía trong mẹ nó hơi cục phía ngoài đi. Rồi cái nó có lỗ trống, bữa cục không xét, ra chờ qua mương quá rồi cũng cắt nó cục lại. Với cái lon nó luôn không mép trong thì nó hết lon rồi đó. Nhỉ. Không con lon thử mà hổm em mua mới hết rồi đó. Hết rồi mới lấy mới ra. Mới hả? Nãy giờ nó đang chịu uống sữa này, nó xịu à. Đậu bột. Bên kia. Giờ đút nó uống ngậm luôn à, ngậm phun ra đó, ngậm nha. Đậu đút bột đút như không kịp, bỏ đút không kịp nữa. Nó nóng hết biết mà nằm đây ngủ được hay chưa? Gật gió quạt thì ngủ giờ là luôn chỗ nào là ngủ. Xuống mới xong á. Xong với qua bất tịch chân à. Lần nào họ quát rồi họ đi kiếm cá gì chị hai ba hết cá rồi chị hai em đó à, sáng qua đang không có dạng à. Trong mấy bè luôn. Mặn gì gì chứ không có tiền. Tại vì chơi mặn đó, mặn càng ngày nào thì cái ta cho đủ ứng đủ số tiền mà tao cũng chơi âm lại ăn Tết xài á. Chứ không được hết. Thầy giữ lại ha. Giữ lại. Nó sợ mình nghỉ. Sợ mình nghỉ ha. Nghỉ. Kỳ á. Như người ta cũng ấy, người ta mặn ngày nào rồi đưa ngày đó thì anh uống mặn mà nghỉ nghỉ rồi cho được. Nên giữ lại cho anh làm luôn cái tiền thích xài. Đi làm chắc cũng cực dữ. Dưới anh heo em cừ heo làm mờ kè á. Chút cừ chạm hả? Cừ chạm. Cô bé múc nó, cô bé múc lên nặng nuôi cá. Mà sao mà quen mà đi? Có cậu với mợ em dưới á, với hàng hàng con rể ba dưới. Chung băng ha. Dạ. Cậu ruột. Đứng cho số này để em gọi. Dạ. Cái này nó gọi thật rồi. Gái dân cục cái đàn bà mở ra cái đạn á. Theo chị lên đăng ký lên bơ 4G mà có cùng mạng các mạng đó có đăng ký rồi điện chặn nó đi. Con bị điên thì. Đâu vậy? Em gọi người tắm nhỏ rồi đưa cho ba đưa nó ngủ chứ. Rồi nằm ngủ. Tiền không có tiền điện thoại mà làm gì? Đây, chậm nó, cái nào?
cái chạm mà lo chạm đó mình lấy một chổi bên điện kia ví dụ tao bánh này chị nè chú không chạy đi mua dây điện đi mà không có điện mà không còn không mình mua cho người ta mình ứng tiền ra mình mua cho chứ không phụ có tiền đâu mà mua. Cái này mình làm á. Nói xong cái gì xong ghế mua. Thế thì mai. Thì mai làm. Thì mai muốn thì mình ghé hả? Ông bỏ mà còn có như điện cũ kế qua một dịch nữa. Như điện nó nhỏ xíu hả? Đâu có nói được. Đi mua làm tối nay nếu mà tính mai thì mai chị đi mua cho nên cái gì ông nó cơm nhá. Cái cơm này bự mà nhỏ mình chỉ nổi nóng. Nó cái điện kéo này. Điện đó chị nổi xuống dưới mà có điện 4 chấm gì điện hư nhà kéo nhà anh bánh nó bự dữ lắm. Nội điện này được mềm không? Điện đó đó. Nước cơm thoải mái. Nước cơm điện thoải mái luôn rồi. Cái bà từ sáng giờ đi cắt lục bình hay nhờ? Bà là sắp lục bình á. Để vô ba không gầy lắm lâu rồi mới đang sắp. Sắp rồi chưa? Có xong chưa? Dễ gì sao? Sắp lưỡi thì cộng vuốt hẳn thì cộng á. Lưỡi cộng dài cục ra cục rồi xiết và kéo hẳn ra cục bó lại. Làm này đâu có mấy đâu. Rồi con đầu đen thì như bỏ lưỡi á. Lưỡi thì cộng ha. Cộng á. Anh thấy một bao gì biết mấy. Rồi biết chừng nào. Lưỡi biết chừng nào rồi. Lưỡi qua ngày nào lưỡi mới thì đây lưỡi hoài đó. Thằng đó. Này nó hầm. Hầm như gót chà quạt thì nó ngủ ra. Nghe đi. Em nghe nào. Có nhà không? Dạ em có nhà. Rồi, năm điện chị xin cho. Cũng mừng chưa á? Để giữ hẳn chưa? Mấy đứa con rồi? Bốn đứa rồi. Ba trai, ủa ba gái một trai. Là đứa này con trai hay gái? Gái. Đẹp như thế nhỉ? Đi nuôi chứ sao nói? Ở, chặt vòng á, rồi tự rồi ảnh thôi lỡ rồi để nguyên cái giờ. Nhớ là nhớ bự không thêm cưng nữa. Đem anh nhỏ đi lên đây giờ nuôi luôn nha. Đó là gái Úc đó hả? Nó con gái, người Úc đó rồi giờ sinh thêm đứa nữa. Người đó nó bển không có chừng chứ. Nó nội nó thì bển bá cũng có mấy đứa cháu bên đó. Rồi bỏ bển thôi để ra đây mà mẹ giữ kỹ hơn. Trời nắng ở trời mưa chắc cũng buồn dữ. Cục nghe đường kêu không à? Ở đây. Ở đây giờ đỡ rồi. Giờ làm lỗ còn cái tay cây vô làm nhiều quýt á. Hôm nay có đi ruộng không? Dạ. Mới đi chở lục bình về được mà cắt đi qua trong kia cắt được có hai gói đó chở về không xong.
phơi xong xong mất xong nữa hả? Phơi cho néo héo rồi mất xong gỡ mà được rồi xong đó. Ừ. Xong rồi đậu cái mới phơi chập nữa. Thằng ơi. Mình làm rất là nhiều dạng lắm chứ đâu phải đợi đâu. Cắt rồi phơi, phơi xong rồi xong, xong rồi phơi, phơi gặp nắng tốt rồi để rồi mưa mưa rồi, rồi bỏ. Đen gì. Bị lớn người ta bồng chắc khừ nữa thấy không nhỉ? Nhỉ? Mà em bồng không được. Không em. Lớn mà bồng à. Ôi mà ngát nữa. Ủa thì nãy sớm gì mà còn ngát nữa ha. Dòm nhí là phải ba nó không đó. Một ngày nó nóng nó khó chịu. À nè Minh Minh ơi, Minh Ngọc ơi, biết gì vậy? Biết thức dậy cho đắp bê pha phê ngửa bệnh nó họ có một pha cho mấy người sửa pha ít đi nó đủ luôn nên là nó không uống pha ít thôi. Ăn bột không à bà nội? Ăn bột bằng đêm mà cho bố cái bố cho bố giảm. Bằng đêm á là như nó mát á. Dạ. Còn bằng ngày thì sáng dở có 2 nhí là uống nước ra cho má thì 2 chập ấy rồi đó. 2 chập bột rồi đó. Sao bà lớn mà ăn bột được hết ta? Thôi rồi, nhà ăn nhí là chị ăn bột không nhí? Chịu ha. Nó ăn cái thù lắm. Từ từ từ. Mai mốt chị mua bột cho. Nó ăn bột nó hả họng ra đút nó thấy thương quá. Mà nó đưa sữa vô cái le qua le lại cái là nó nhả hả? Hết bột rồi. Sao nó ngán sữa hay dạ như không cái nửa chừng hơn 2-3 bữa nay cái nó bú ít thiệu rồi tôi cũng sợ phải không? Dạ. Cái tôi mới nói gì, sao ông đi mua bịch bột đi. Mà nó ăn bột đó chịu là được rồi. Được ăn bột thì nó đấy. Ăn bột thì nó không có nhăn nữa. Ừ, nó không có khóc nữa. Không có nhăn bồng rồi hay còn quả hổm á. Nó nhăn nhăn là nó đói. Nó đói mà nó bú nó không chịu bú. Mà có hết mấy hộp sữa. Không gà hả? Mới qua hộp mới đó, hộp trường mua thì hết rồi đâu. Ừ, không gà gì mấy hộp rồi? À, có ông nội cho 2 hộp, em mua 2 hộp tới 4 hộp rồi. Hết 4 hộp à? 4 hộp rồi. Mới nữa qua đây nè. Cái hộp đó 5 hộp thì mới thu dân hộp đó, mới thu rồi. Mới 5 hộp rồi. Sáng. Hôm trước chị mua 1 hộp rồi. Hôm qua hôm trước chị mua 5 hộp. Rồi khỏi hình hả? Còn mới đây là mới thu á. Mới về mua hộp. Mấy cái hộp của hết là dục đi để đó làm chi? Để dành đừng mai ui rồi mai mốt bà cả 100 hộp á bà để đâu cho hết là để dành kệ cho người ta đi có ai xin thì cho chứ để chứ đựng trà đựng này kia vậy đó nhiều lắm đó. Đựng trà dữ nó uống đến nó lớn cả 100 có hộp. Mà uống đây chừng cỡ 6 tháng rồi cho ăn bột đó mình ngưng cho sữa được rồi còn được rồi em tôi biết. Có đồng ngưng sữa được còn của ông anh đâu á cái đang uống sữa này nè uống giờ cái lớn như này có nửa tháng nửa tháng đó mà giờ tự nhiên nó ngưng không sữa này nó uống sữa bịch uống sữa bịch với ăn sữa sữa tươi đúng không giờ đưa sữa này nó không uống mà nó uống sữa bịch 2 ngày đầu cũng chị hai nó không bú vậy đó chị sợ mình chết chuyện đau bệnh hoạn gì rồi mua bột cái nó ăn tới giờ luôn á bây giờ nó không uống lên mày ra đổi lấy bột được hết cho đổi liền phải không. Cho nó uống rồi được không mà em bé mà không có sữa là không được lâu này thì lại để cho nó uống kèm ăn đêm á ăn đêm rồi nó cho nó ăn bột
Sáng rồi ăn bột chưa? Rồi, hai chập rồi. Ồ, chật chắc thì nó no, thì ăn bột cái nó no, nó chắc bụng nó ngồi vô kìa. Hai chập rồi đó, sáng à, 5 giờ thức dậy là y ta ăn rồi đó. Ôi, vậy là đòi ăn bột không ha? Nhiều khi nó ăn bột nó hợp nó cứng á. Đói nãy đói nằm mà nước sữa hoài thôi, bú con mà nó không nằm hoài á. Chữ keo bệnh vô bà khuấy bột, ai đút một cái muỗng à. Cái muỗng vô muỗng múc sữa là muỗng gử đó, là làm thịt trơn luôn. Ghét kén luôn. Đấy, ghét kén luôn.